Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Số 85. Chuyện cây có trái lạ. Tiền thân Kimbaka không biết hại tương lai. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một tỷ kheo có tâm luyến ái. Tương truyền có một thiện nam tử đặt lòng tin vào giáo pháp Phật và xuất gia. Một hôm, trong khi đi khất thực ở xá vệ, thấy một thiếu nữ trang sức đẹp đẽ, tỷ kheo ấy khởi tâm luyến ái. Vị sư trưởng và giáo thọ sư đưa tỷ kheo ấy đến gặp Thế Tôn. Bậc đạo sư hỏi: "Này tỷ kheo, có thật chăng ông bị luyến ái?" Khi được đáp có thật vậy, bậc đạo sư nói: "Này tỷ kheo, năm dục này khi được thọ dụng thật là khả ái, nhưng thọ dụng nhiều tạo thành nghiệp và sẽ sanh vào địa ngục, vân vân. Cũng như ăn trái cây Kimbaka, trái cây Kimbaka có sắc, có hương, có vị, nhưng khi được ăn, nó phá vỡ nội tạng, đưa đến mạng chung. Hồi trước, nhiều người không thấy sự tác hại của nó, đã tham đắm sắc, hương vị, đã ăn trái ấy và đi đến mạng chung." Khi nói vậy, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát là người lãnh đạo một đoàn lữ hành, đang đi với 500 cỗ xe từ Đông sang Tây. Bồ Tát đến đầu của khu rừng, họp các người tùy tùng lại và khuyên như sau: "Tại ngôi rừng này có những cây độc, các bạn chớ ăn trái cây trước đây chưa từng ăn mà không hỏi ta." Khi họ đã vượt qua khu rừng, đến biên địa của rừng bên kia, họ thấy một cây Kimbaka, cây có trái lạ. Với cành cây cong xuống vì mang nặng trái, về hình dáng, màu sắc và vị hương, thân cây, cành cây, lá và trái cây ấy giống như cây xoài. Một số người lầm về màu sắc, hương vị của những trái cây ấy, tưởng chúng là trái xoài nên đã ăn những trái ấy. Một số người đứng lại, hái và đứng chờ, quyết định chỉ ăn sau khi hỏi vị lãnh đạo đoàn lữ hành. Bồ Tát đến chỗ ấy, bảo quăng các trái cây đã hái. Những ai đã ăn, Bồ Tát làm cho họ nôn ra và cho uống thuốc. Một số người trong họ khỏi bệnh, nhưng những ai đã ăn trước tiên đều mệnh chung. Sau đó, Bồ Tát đã đi đến chỗ mình muốn, thâu hoạch lợi tức, rồi đi về trú xứ của mình. Trọn đời Bồ Tát làm các công đức như bố thí, rồi đi theo nghiệp của mình khi mệnh chung. Kể xong câu chuyện, bậc đạo sư nói lên bài kệ này: "Không biết hại tương lai, ai thọ dụng các dục, quả chính chúng khổ não như ăn Kimbaka." Sau khi nêu rõ ràng các dục khi thọ dụng đem lại thích thú và khi chín mùi đem lại khổ não, bậc đạo sư thuyết giảng các sự thật. Cuối bài giảng, vị tỷ kheo có tâm luyến ái chứng được quả dự lưu. Trong hội chúng còn lại, một số chứng quả dự lưu, một số chứng quả nhất lai, một số chứng quả bất lai, một số chứng quả A-la-hán. Pháp thoại kết thúc, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Hội chúng thời ấy là hội chúng Đức Phật và vị lãnh đạo đoàn lữ hành là ta vậy. Ha ha ha, 问什么的说